Hoàng thượng vô nha. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Các ái khanh hãy bình thân. Dạo này mọi người ở Khai Phong phủ khỏe chứ hả? Bẩm hoàng thượng, mọi người vẫn khỏe. Dạ, mọi người sẽ khỏe hơn nếu hoàng thượng tăng lương à. Để ta bàn với giám đốc soạn xuất rồi trả lời với các ngươi. Hoàng thượng hôm nay nhìn thật là ngon quá đi. 10 điểm, 10 điểm. Sẵn hôm nay hoàng thượng ghé chơi, thằng có việc này muốn tâm sự mỏng với hoàng thượng. Có chuyện gì bao khanh gia cứ nói, đừng ngại. Nói mau đi. Thằng thấy xô bít nước ta ngày càng bất công trong xã hội. Tại sao? Ngươi hãy nói rõ cho ta nghe. Hoàng thượng nghĩ xem, những người bỏ sức cái học hành, cống hiến chất xám để tạo giá trị cho xã hội thì lương cao lắm chỉ được vài chục ngàn lượng. Trong khi đó, có một số thành phần tự xưng mình là nghệ sĩ, kết hợp với truyền thông bẩn lăng xê, trở nên nổi tiếng một cách dễ dàng. Một xô cát xê có thể lên đến vài trăm ngàn lượng vàng. Bẩm hoàng thượng, có những người tự xưng mình là ca sĩ nhưng không hát nổi một câu ga hồn. Có những người tự xưng mình là diễn viên nhưng diễn thì đơi là cái cơ vậy đó. Có những người tự xưng là những idol nổi tiếng nhưng lại nổi tiếng từ những scandal. Hoàng thượng thấy bất công không? Tức chứ. Những người này tuy học hành không quá nhiều nhưng họ chỉ cần đăng một cái status nhỏ xíu cũng có thể kiếm được một số ngân lượng bằng với lại mức lương tháng của một thái y bỏ công bỏ sức cứu người. Bà hoàng thượng, bà có thấy tức không? Đau ở đây nè hoàng thượng. Đây đúng là sự bất công cho xã hội. Vì những người không tạo ra quá nhiều giá trị lại kiếm được tiền dễ dàng hơn những người lao động chân chính. Điều đáng nói là một số người trong showbiz gần như thâu tóm dân trí của xã hội. Họ còn định hướng fan của mình theo ý mà họ muốn. Bà hoàng thượng, bà thấy tức ghê không? Tức chứ. Bẩm bà hoàng thượng, định nói gì quên mẹ rồi. Tức thiệt. Đau mấy ông nội. Nếu cứ như vậy thì giới trẻ sau này ai còn muốn học hành, làm nghề chân chính, tạo giá trị cho xã hội nữa. Tụi nhỏ sẽ tranh nhau học nhảy, học hát, đầu tư vào nhan sắc, lên mạng xã hội kiếm tiền cho nhanh. Vì vậy ta sẽ đưa showbiz về đúng vị trí của nó là giải trí, không được để nó gây ảnh hưởng chi phối xã hội, trục lợi cá nhân được. Kể từ hôm nay ta cho phép ngươi tiền trảm hậu tấu. Hoàng thượng mãi đỉnh, mãi mãi đỉnh. Ngon, đa tạ hoàng thượng. Người đâu, thu thập chứng cứ những vụ nghệ sĩ ăn chặn tiền từ thiện cho ta. Ok. Mọi người ở lại làm cho tốt. Người đâu, hồi cung. Vậy tẩm thôi. Thì vậy, vậy, thì vậy. Thì vậy. Má con bê đê này. Bảo công, bảo công, ta trị nước hay mệnh. Bảo công, bảo công, thằng vẫn người nghe lệnh. Bảo công, bảo công, ta một lòng vì dân đồ trị với những cái hàng bằng những lời trong di huấn. Không phục hay là mày sợ trong ngục, mày sợ phải trảm đầu hay mày nghĩ mày trung thực. Người giàu ăn để bỏ, người khổ nhục van xin, đời hại người dân lành, đại tốt người toan tính. Nhưng rồi sẽ công bằng vì có ta, nhưng rồi sẽ yên bình vì có ta, nhưng rồi sẽ trừ ác vì có ta, nhưng rồi sẽ hạnh phúc vì có ta.